Tính cách, sự nghiệp, người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Giáp Tuất, an thân chi cầu, con giáp của thế giới nội tâm phong phú, con giáp của việc hay có những cảm xúc đơn độc ưu tư, con giáp của sự phóng khoáng, của sự cởi mở, con giáp của sự thị phi. Điều hay và không hay trong bản mệnh của Giáp Tuất là sự cô độc. Họ là những người dù có thế nào đi chăng nữa, yêu ai, cưới ai cũng luôn có một khoảng trời cô độc ẩn giấu cho riêng mình. Tuy là bản mệnh trọng tinh thần hơn vật chất, nhưng Giáp Tuất không phải là người bảo thủ, theo tư tưởng, chỉ cần có yêu thế là no đủ. Trái lại, Giáp Tuất sở hữu một cái đầu nóng, có một ý chí mãnh liệt, một khao khát tự lực tự cường, tự thân làm chủ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Giáp Tuất được trời phú cho sự may mắn khi sở hữu khả năng sáng tạo, sự không ngại việc, khả năng nhìn nhận công việc bao quát, đan xen với chút sự may mắn khi khởi nghiệp. Tất cả đủ để Giáp Tuất đạt được ước mơ lẫn hiện thực hóa chí hướng của bản thân mình. Tuy nhiên, nếu mọi sự vận hành dễ dàng thế thì Giáp Tuất nên đổi tên từ an thân chi cầu sang thành công dễ dàng chi cầu. Trời cho Giáp Tuất chí hướng, cho Giáp Tuất sự chăm chỉ, cho Giáp Tuất mong muốn thành công sớm để Giáp Tuất vào đời sớm, nhưng trời lại không cho Giáp Tuất thời vận thuận lợi trong những năm tháng đầu đời. Hỏa mệnh của Giáp Tuất khiến họ bẩm sinh là người có sự nóng nảy, cũng không phải là bản mệnh có thể kìm nén sự ức chế bên trong. Có cơn là phải lập tức bùng nổ, nhưng sau khi bùng nổ, nổi trận lôi đình thì lập tức bình tĩnh, không nhớ lâu, chẳng thù dai, cũng không để bụng. Phút trước giận dữ, phút sau lại tươi cười. Vậy nên nếu có cãi vã mà Giáp Tuất bảo thôi bỏ qua đi, thôi xí xóa nhé, tức là ngày mai Giáp Tuất sẽ chẳng còn chút gì trong đầu. Giáp Tuất giận thường không vì đố kỵ hay ghen tị. Sự giận của Giáp Tuất thường đến từ lỗi lầm mà người khác cứ lặp đi lặp lại, nói mãi không thay đổi, cũng đến từ sự quan tâm, lo lắng cho người mình thân thiết. Giận vì họ đưa ra những lựa chọn sai lầm cho cuộc đời của họ mà chẳng cách nào khuyên. An thân chi cầu, ngay trong cái tên đã thể hiện đây là con cún hay truy cầu sự an thân, chủ nghĩa vật chất không phải là điều mà Giáp Tuất tôn sùng. Với họ, quan trọng là thế giới tinh thần, là chuyện tình cảm, tiền thế nào cũng được. Như một định luật thường thấy, cái gì càng theo đuổi thì lại càng không có, cái gì càng không coi trọng thì lại càng dễ dàng đạt được. Tuy không phải là người theo đuổi chủ nghĩa vật chất, nhưng Giáp Tuất vẫn là người rất có chí, không thích bị phụ thuộc hay thụ động trong vấn đề tài chính. Tính đặc trưng của Giáp Tuất là sự tận tụy trong công việc, luôn tròn trách nhiệm được giao, đã lười thì không làm, đã làm thì luôn tới nơi tới chốn. Sự tỉ mẩn và hay lo xa, cầu toàn trong công việc này của Giáp Tuất là một trong những yếu tố giúp họ có sự thành công trong công việc. Sự thẳng tính và việc thiếu khả năng nịnh nọt của Giáp Tuất khiến họ không phải là bản mệnh có thể phát triển tốt trong môi trường nhà nước. Tuy nhiên, tính hòa đồng của bản thân họ lại kéo lại được đôi ba phần. Sau đây là 3 giai đoạn sự nghiệp của Giáp Tuất. Giai đoạn 1 như cá gặp nước, khởi đầu hanh thông, công việc thuận lợi. Giai đoạn 2, công việc vẫn tốt nhưng thành quả không giữ được, không phải do công việc mà do nhiều chuyện đâm xéo khiến thành quả công việc bị tiêu tan. Giai đoạn 3, ủ mưu chờ thời, làm lại từ đầu mặc dù thiên hạ nhìn tưởng mình đã có được mọi sự trong tay. Vấn đề của Giáp Tuất không nằm ở khả năng kiếm tiền, mà nằm ở khả năng quản lý tiền, khả năng giữ được tiền. Giáp Tuất nên hạn chế hồn hạp làm ăn cùng bạn bè, hạn chế cho vay mượn, giúp đỡ người thân quen, hạn chế bảo lãnh, đứng ra bảo vệ, giúp đỡ người. Có vậy thì thành quả của Giáp Tuất mới được bền lâu, tích lũy của Giáp Tuất mới có được sự sâu dày.